Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Nho Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Lên cho các bạn một cái sườn xe custom đời cúp nổi nha các bạn, màu xanh bích rất là đẹp nha. Xe tem cúp nổi thì nó như thế này, xe từ đời 93, 94, 95 cho tới 2001 thì cái tem của nó là tem cúp nổi như vậy nha anh em. Đây thì đây là một cái sườn tháo xe kho rất là đẹp nha các bạn, sườn riêng. Đây mình sẽ mở ra cho. Cái sườn này bên mình đang bán giá là 3 triệu. Thì thông thường những cái sườn bên mình bán thông thường là giá 3 triệu một cây. Và có những cái mà đẹp hơn thì có thể là 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu tùy theo nha các bạn. Những cái sườn này là nó đẹp 95% rồi. Còn có những cái mà 98% á, là coi như là không có một tí vết trầy xước nào luôn. Thì giá nó hơi nặng nha các bạn. Đó, bên mình bán toàn là sườn cực đẹp thôi. Cái còn mà sườn dừa là bên mình không bán nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy là nước sơn rinh trong đây vẫn còn nè. Đó, những cái xe mà các bạn thấy người ta bán rẻ tiền là nước sơn trong đây nó không còn nữa mà nó bị xét hết, thì những cái sườn đó nó mới rẻ nha các bạn. Còn đây là cái sườn ô đô như có vài ngàn thôi, nước sơn nó còn xanh lè luôn đó, đấy nó còn rất là đẹp nha, sơn này. Đó, còn đấy, xe này là xe không chạy, xe tồn kho bên Nhật không chạy, nó rất là đẹp nha. Anh em hỏi sườn 50, 70, 90 giống nhau không thì mình xin trả lời các bạn là giống nhau 100% nha, giống nhau 100%, nó khác nhau 1% thôi, và 1% đó là cái số thôi chứ nó không có khác nhau gì các bạn, giống nhau y chang nha. Về cân nặng cân lên là y chang luôn nha, không có thêm bớt miếng nào nha anh em, về cân nặng là bằng nhau. Đó, sườn rất là đẹp nha, một cái sườn xe kho đó. Ví dụ như anh em muốn lên cho xe DD, lên xe DD thì có thể lấy cái sườn màu xanh, anh em sơn màu đỏ, anh em lên xe DD cho nó rẻ. Chứ các bạn mua cái sườn DD mà đẹp như vậy á, bèo lắm, giá phải từ 10 cho tới 20 triệu các bạn. Là sườn riêng tháo xe các bạn. Đó, tại vì một con DD mà đẹp cỡ đây bán bèo lắm phải từ 100 cho tới 200 triệu. Thì tháo cái sườn ra là không ai điên mà tháo ra bán nha anh em. Nói thẳng nha, không ai bị khùng mà tháo ra bán cái sườn đó. Không ai bán tháo đồ món đó. Chịu không được. Chỉ có những con xe mà DD tầm khoảng 10, 15, 20 triệu người ta mới tháo ra người ta bán thôi. Thì sườn lúc đó cái màu đỏ nó cũng không còn đẹp như vậy nữa mà nó xuống hết. Vậy các bạn phải sơn lại. Đó, chỉ có các bạn mua một cái sườn custom màu xanh như vậy, các bạn sơn lên dọn DD thôi, thì nó mới đẹp được cho các bạn thôi nha. Đó, sườn quá đẹp, là thấy một con xe kho sơn rinh rất đẹp. Còn những cái sườn rẻ thì bên mình không bán nha các bạn. Bên mình không bán sườn rẻ nha. Anh em hỏi có sườn rẻ hay không thì không có sườn rẻ nha anh em. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Rồi, đây là sườn custom cúp nổi nha. Sườn đời cao của mình cũng có luôn. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Cảm ơn tất cả các bạn.